from Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang bớt xem kênh của Ngọc Ánh Your Real Estate. Kênh Your Real Estate chia sẻ những bất động sản tại Mỹ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một đề tài: tại sao những vùng biển giá nhà bất động sản lại cao hơn. Ngọc Ánh ở Miami Beach, ở sát cạnh bãi biển. Ngọc Ánh thấy giá tiền của Florida là vùng biển thì cao hơn ở những vùng khác, như là cao hơn ở Missouri hay là ở Virginia. Tại sao vậy các bạn? Khoa học và y học nói rằng ở vùng biển khí hậu ấm áp và hơi và nước biển có những chất làm cho mình thở vô thì là phổi nó tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Cho nên những người lớn tuổi hay là những người yếu thì họ hay đi về ở những cái vùng biển cho nó ấm áp. Ngày xưa khi mà có những cái bệnh nan y như hay là bệnh lao phổi chẳng hạn, hay là bệnh xương phổi á, thì ở những vùng biển người ta cất lên những cái nhà thương để chuyên môn chữa những bệnh đó. Từ xưa chưa có cái antibiotic, thì họ làm cái đó để họ làm những chỗ kia là để người có bị những bệnh đó, bệnh về phổi, thì xuống Florida ở để cho mau hết bệnh. Thành ra giá cả ở vùng biển thì nó cao hơn. Rồi bây giờ thì là du khách tứ xứ, du khách toàn thế giới ai cũng thích đi về những vùng biển để nghỉ mát. Những người ở xứ lạnh như là ở New York, ở North Dakota, ở Canada thì tới mùa lạnh thì họ đổ về Florida. Có người thì mua hẳn một cái nhà hoặc là một chung cư ở Florida, rồi họ xuống đây họ ở 6 tháng, mùa hè, mùa đông, rồi mùa hè thì họ cho người ta thuê. Có người thì chỉ đi thuê 6 tháng tại Florida, họ xuống họ hưởng nắng ấm, rồi tới mùa hè thì mùa xuân trở về thì họ về. Có người thì sau khi về hưu không có phải thì họ không muốn đi qua đi lại tới đi lui và cái nhà ở đây, cái nhà ở bên kia, thì họ bán luôn cái nhà ở xứ lạnh rồi họ mua ở Florida để nghỉ xứ lạnh. Thành ra ai cũng muốn về đây, thành ra giá nhà nó cao. Ở Florida còn có những chuyện là Florida có cái hải cảng lớn và phi trường lớn, thành ra những tàu thương mại tới bến Florida, hải cảng rất lớn, thành ra những cái tàu mà du lịch như là cruise ship họ cũng ghé Florida để họ đón khách. Người ta đi tới Florida, du khách tới Florida đi Orlando coi Disney dài vài ngày rồi trở xuống Miami để đón tàu cruise đi du lịch qua các nước như là Mexico, Puerto Rico. Thành ra nhà ở biển thì hơi mắc. Rồi Miami Beach là ở chỗ an ninh, chỗ thanh bình, thành ra những người giàu có toàn thế giới ai cũng, phần đông ai cũng tới đây mua nhà hoặc là mua chung cư để họ đi nghỉ mát. Và họ cũng mua vậy để đầu tư, tại vì giá ở biển thì càng ngày, giá ở đất ở biển thì càng ngày càng hiếm, tại người ta cất nhiều. Thành ra cái giá nhà để càng ngày còn cao lên. Bây giờ ở Miami Beach không còn đất ở sát biển để cất nữa các bạn ha. Thì những cái nhà nào mà cũ, nhỏ,
nằm ngay trên biển ấy, thì người đầu tư họ mua rồi họ cất mới lên, cất thành những cái tòa biệt thự lộng lẫy. Những cái nhà chỗ khu nào mà cho phép cất chung cư cao ốc thì người ta mua lại mấy cái khách sạn cũ kỹ, rồi họ người xây dựng họ phá đi, họ cất lên những tòa chung cư rất là đẹp đẽ mà tự trị giá từ 800.000 đô la trở lên. Còn những cái nhà mà cất ở biển là phải vài triệu đô la thì mới được hưởng cái đó. Thì càng ngày nó càng lên giá, cho nên là những cái có nhiều khi có nhiều người ở xứ ngoại quốc họ không có mua để ở, nhưng mà họ mua để họ để đầu tư. Giờ bây giờ mua nhà giờ 3 triệu thì chắc đây chừng 5 năm là là 6 triệu như chơi. Để mua họ để cho người thân giữ hay là mướn người ở đó để giữ. Bởi vì giá nhà ở biển rất cao, nhất là ở Florida. Tuy nhiên nếu không hẳn ngay ngoài bãi biển, đi vô chút xíu, đi vô chừng một mai vậy đó thì bác sĩ nó rẻ bớt hơn. Chừng một mai hai mai rẻ bớt hơn thì những có những cái nhà chung cư mà nó nói là phải 55 tuổi trở lên mới được mua, để cho giữ cái giá cho những người lớn tuổi mà không có tiền nhiều. Thì cái những nhà đó thì những cái chung cư đó thì họ rẻ, ở rẻ là sao họ đó nó rẻ hơn, mà phải trên 55 tuổi thì mới được vô ở. Mà chỉ có khổ giá đó là mình mua rồi khi nào mình lớn tuổi rồi mình bán đi thì không có bán được cho người trẻ, phải bán cho người già, thành ra cũng khó kiếm bán, mà muốn để cho con tới ở cũng không được. Con dưới 55 tuổi chỉ tới ở được khi mà có người cha mẹ lớn tuổi ở đó, tại vì nó là con ở để săn sóc cha mẹ, chứ không có con gia đình được. Mà nếu mà người lớn tuổi qua đời thì đứa con nó không được ở đó. Nó làm như vậy để cho giữ cái giá rẻ cho những người lớn tuổi. Đó là những chung cư dưới 50 tuổi ở xa xa biển chút, có khi là vô một mai là cũng có, thì cũng không có xa biển lắm hả các bạn. Nó có những đường xe bus đi ra biển, tạo ra để cho đưa những người già từ những khu già tới. Thì những người lớn tuổi mà cần ở xứ ấm thì họ mua ở cái đó nhiều lắm, họ ở thì cũng đẹp đẽ lắm ha, cũng sang trọng. Nhưng mà chỉ có cái là sau này mình muốn bán thì nó hơi khó bán, thì phải bán giá rẻ, không có tăng giá lên mau như những cái nhà mà không có cái vấn đề hạn chế là 55 tuổi. Cái này là cái vườn trong chung cư của mình ha. Mình có cái vườn đi rồi có cái walking path rồi. Đi vòng một chung cư của mình là cái parking path riêng của chung cư mình, là chỉ có an ninh, chỉ có người có trong đây mới đi được thôi. Thường thường là người già là buổi sáng là hay đi vòng chung quanh ha, rồi người trẻ mà cái này nó trải xi, nó làm đường xi măng giống như là đường phố đó, để cho người ta đẩy xe, người ta không phải người mà phải đẩy xe đi, đẩy xe lăn hay vậy thì đi nó dễ dàng hơn, không phải trong đất bùn. Cái chỗ này chỗ mình ở là nó không phải là 55 tuổi mới được mua, nhưng mà phần đông là người già, thành ra tất cả những cái dịch vụ là nó cho người già. Ví dụ như là không muốn đậu xe hơi thì ngừng trước cửa, trước cái lobby thì có người nó đậu xe cho mình, rồi mình biển lấy xe cho mình đi chợ mua đồ về, mình không muốn xách nặng thì là có doorman nó đem đồ mình nó chở lên cho mình, có security rồi hết. Nếu mà ở đây thì cũng gần nhà thương, gần siêu thị thì cũng dễ. Mà siêu thị ở đây thì là nếu mà không mệt, không muốn đi chợ được thì mình kêu điện thoại thì họ sẽ đem tới, thì nó cũng gần ở đây. Bởi vì nhà ở biển thì nó mắc, là tại vì ai cũng muốn xuống tới ở hết. Mùa nghe nói chuyện mình nghe là mùa lạnh, ở chỗ xứ lạnh thì cũng khó khăn. Đó là lý do là tại sao nhà ở biển càng ngày càng mắc. Lý do chính là không có đất cất nữa. Cái chỗ mình là băng qua đường là tới biển, thì không có đất cất nữa. Thì là chỉ có cất là những người xây dựng, họ kiếm những dãy để nhà chung cư mà hồi xưa đó cũ quá thì họ mua lại. Thì họ mua là họ trả tiền nhiều lắm cho chủ nhà, để họ lấy cái miếng đất rồi họ cất lên cho đẹp.
Đó là lý do tại sao mà mình mua nhà ở biển hay là mua chung cư ở biển thì càng ngày nó càng lên giá chứ không có sụt giá. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mình sẽ nói chuyện tiếp sau, chia sẻ những kinh nghiệm bất động sản cho các bạn. Bye bye.